Hello nha Nam. Buổi tối vui vẻ nha Nam ơi. Chúc cả nhà mình có một ngày kỳ lễ, một kỳ nghỉ lễ thật nhiều niềm vui ha. Sắp tới nay nghỉ lễ cũng hơi dài đó. Mọi người có dự định đi đâu chơi hay đi hay là làm gì không ạ? Em thì chắc ở nhà quá. Cái bằng em gửi mình nấu vàng này. Bằng lái gửi mình nấu vàng này nè mấy anh ơi. Nói chứ xe nào ủng hộ nha anh em ơi, buổi tối vui vẻ. Cũng sắp lấy được bằng ra nhưng mà còn khoảng nửa tháng nữa là lấy ra. Anh em mà muốn biết lý do sao mà em gửi bằng mình nấu vàng anh em. Anh em comment bằng dấu chấm hỏi đi. Em trả lời. Nói chứ em cũng cập nhật lẹ lẹ nha anh em. Xe nào thấy khoái khoái liên hệ ủng hộ đi. Chứ xe nhiều lắm. Em cũng đi lướt ngang. Chứ mà đi từng chiếc thì cái clip chắc cỡ 1 tiếng đồng hồ à. Cho mấy anh coi lẹ lẹ, mấy anh còn lên bia rồi đó ha à. Chứ coi dài quá cái mất công mấy anh tua chô rồi kia đâu ha. Lướt ngang thấy cái xe nào vừa ý thôi à. Ô sờ la liền anh em ha. Đó. Quá trời xe luôn. Rồi. Làm lẽ mà chủ yếu là điểm danh thôi, điểm danh quân số anh em ha, giống như là đó đi bộ đội vậy đó. Đó tới giờ điểm danh điểm quân số mà điểm danh điểm quân số anh em khoái con nào thì báo cáo ha. Đó. Em thanh lý môn hộ luôn chứ. Clip tổng hợp nhanh nhất từ trước giờ ha, giờ mình làm cho nó không quá 5 phút rồi lẹ lẹ rồi mình còn lên mồi lên bia rồi nữa anh em ơi ha. Buổi chiều tối ai cũng nhiều chương trình lắm, người thì ở nhà chơi với vợ với con đó, người thì chơi với bạn bè lên ly cùng bia khui lon các kiểu là đẻo ha. Rồi thôi, chúc mọi người buổi tối vui vẻ ha. Xem video nhớ like, subscribe, ủng hộ kênh cũng như chốt đơn ủng hộ phép xe máy nha. Rồi, bye bye, good night.